quý vị và các bạn, đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm. Nhờ chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng của chính phủ, thị trường chứng khoán của Việt Nam đã ghi nhận những mảng màu sáng cả về điểm số lẫn thanh khoản. Lợi suất của thị trường so với phần lãi suất tiền gửi nó thì thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn. Trước những biến động khó lường, các doanh nghiệp FDI cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ổn định công việc của người lao động những tháng cuối năm. Thưa quý vị, vào sáng ngày 15 tháng 6, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nội nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương về kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ và một số nội dung quan trọng khác. Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và cũng tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, dù tình hình thế giới, khu vực phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân nắm chắc diễn biến tình hình, làm tốt công tác tham mưu, triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác công an, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập, kéo giảm tội phạm, tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đảng Bộ Công an là một trong những đảng bộ sớm xây dựng các chương trình để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 7 của Đảng Bộ Công an Trung ương. Các nghị quyết Hội nghị Trung ương, nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của 6 vùng trên cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, trong nửa cuối năm 2023 và những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh khó dự báo. Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục chống phá với các thủ đoạn thâm độc hơn, nguy hiểm hơn. Do đó, Đảng ủy Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đề ra chủ trương, chính sách pháp luật, đề án, kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, triển khai đồng bộ có hiệu quả các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ động xây dựng phương án giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân nỗ lực hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ. Trước mắt là hoàn thành 8 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2023, quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chỉ biết còn Đảng là con mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Trong tối ngày 14 tháng 6, dự chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa của toàn dân tộc, phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển, là kẻ thù chung của tất cả chúng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tệ nạn ma túy đã gây ra những nỗi đau, sự mất mát với nhiều gia đình và cộng đồng. Ma túy đã nhấn chìm tương lai của biết bao người, làm rơi nước mắt của biết bao người cha, người mẹ, người thân, gieo rắc nỗi đau, làm tan vỡ biết bao gia đình hạnh phúc. Ma túy cũng đã làm phát sinh các loại tội phạm, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đe dọa đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Thời gian qua, công tác phòng chống ma túy ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt,
các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, giải quyết và chuyển hóa cơ bản nhiều điểm nóng, từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy. Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với các gia đình cán bộ chiến sĩ và tri ân trước những tấm gương anh dũng hy sinh, chịu thương tích trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm không quản ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, gác lại việc riêng tư và nỗi nhớ gia đình để bền bỉ bám trụ tại các địa bàn, những điểm nóng, đối mặt với hiểm nguy và nguy cơ bị phơi nhiễm bệnh hiểm nghèo, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống ma túy, Thủ tướng đã nêu rõ nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh đến sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân mà lực lượng công an nhân dân là nòng cốt. Tiếp tục tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, liên tỉnh, xuyên quốc gia, trên cơ sở, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Trước tình hình ma túy học đường diễn biến phức tạp, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa, Thủ tướng mong muốn thanh thiếu niên nhi đồng hãy kiên quyết nói không và luôn tránh xa mối hiểm họa ma túy. Cùng với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho 143 điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy. Thủ tướng nhấn mạnh đây là cuộc chiến đầy cam go, gian khổ, thậm chí là hy sinh, nhưng hết sức quan trọng, vẻ vang để gìn giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong sáng ngày 15 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp cho ý kiến về một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết phải đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Đề nghị tiếp tục giữ nguyên tên gọi cũng như kế thừa những nội dung còn giá trị trong nghị quyết trước đây của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, các đại biểu Quốc hội rất ủng hộ, đồng thuận và thống nhất cao. Đề nghị báo cáo tiếp thu giải trình, quán triệt và thể chế hóa nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thành phố thực sự là đầu tàu của cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất sửa đổi thời gian thực hiện nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng không quy định cứng 5 năm. Lưu ý phải quy định chặt chẽ với phương thức hợp đồng xây dựng chuyển giao khi đề xuất thanh toán qua cả hai kênh là bằng đất và bằng tiền. Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá qua việc này càng thấy rõ hơn tinh thần Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, nghị quyết chung kỳ họp, trong đó có nội dung về giảm thuế giá trị gia tăng, chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, cùng nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024. Trong 4 ngày vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 29. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và một số lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong các nhiệm kỳ trên.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Tại kỳ họp, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 28 đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ở mức cảnh cáo và khiển trách đối với Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch và một số Phó Chủ tịch cùng một số cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Cũng tại kỳ họp này, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 26, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Tại kỳ họp, xem xét đề nghị của Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh Gia Lai và Tây Ninh về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Dũ, nguyên giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện dự án đầu tư công. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, ông Huỳnh Văn Tâm và nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Hoa Công Hậu. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã vi phạm trong công tác cán bộ và mua sắm quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Xem xét kết quả giám sát Ban cán sự Đảng và Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giai đoạn từ 2019 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban cán sự Đảng và Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, trong công tác cán bộ và thi đua khen thưởng. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận cho ý kiến vào đề án sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Trong phần tiếp theo của bản tin, trước những biến động khó lường, các doanh nghiệp FDI cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ổn định công việc của người lao động những tháng cuối năm. Trong phần cuối của bản tin, cùng gặp gỡ những người bạn quốc tế đã thành công khi mang ẩm thực bản địa đến với Việt Nam, chinh phục vị giác của nhiều người sành ăn nhờ hương vị độc đáo. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự và ngay sau đây sẽ là những thông tin kinh tế. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 5 tháng đầu năm với diễn biến tích cực cả về điểm số lẫn thanh khoản. Điều này phản ánh những thay đổi tích cực trong tình hình kinh tế nói chung và những tác động nhất định của nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng của chính phủ. Dù vẫn còn nhiều biến số nhất định, các chuyên gia dự báo rằng thị trường sẽ vẫn tiếp tục đà tăng về cuối năm. Trong 5 tháng đầu năm nay, chỉ số VN Index tái lập mốc 1.100 điểm, đạt hiệu suất cao nhất trong số các chỉ số ở khu vực Đông Nam Á với mức tăng 5,7%. Trong khi đó, thanh khoản thị trường tăng từ khoảng 10.000 tỷ đồng lên đến 45.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, thị trường không chứng kiến hiện tượng sell in May nhờ những chính sách hỗ trợ tăng trưởng của cơ quan quản lý nhà nước. Thường người ta hay nói là tháng 5 là tháng là sell away and go away, tức là bán và đi sau đó mới quay lại. Mà năm nay thì là một cái năm mà thị trường lại không phản ứng như thế, mà thị trường đã có cái mức tăng rất ấn tượng. Tháng 3 tháng 4 chúng ta thấy ngân hàng nhà nước có 3 lần cắt giảm lãi suất. Lãi suất của thị trường so với phần lãi suất tiền gửi nó thì thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn. Có những cái chính sách rất là quan trọng đối với thị trường tài chính được đưa ra. Trong đó thì điển hình là chúng ta có nghị định 08 đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp cho phép các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khả năng là đàm phán gia hạn thời hạn trả nợ với thời hạn tối đa là 2 năm. Đồng thời thì đối với các ngân hàng, thông tư 02 cũng là một cái thông tư rất quan trọng là cho phép các ngân hàng có thể tái cơ cấu nợ. Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, lượng tài khoản cá nhân mở mới đạt gần 105.000 tài khoản trong tháng 5, chạm mốc cao nhất 9 tháng gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thận trọng bán dòng mạnh trong tháng 5 và khiến thành quả mua dòng của những tháng trước đó trở về mức cân bằng. Các chuyên gia cho rằng đà tăng của thị trường hiện mang tính ngắn hạn và sẽ tiếp tục về cuối năm. Tuy nhiên, cần theo dõi các biến số để đảm bảo đà tăng bền vững. Năm nay sẽ chưa phải là một cái năm thực sự quá tăng trưởng mạnh về tăng trưởng kinh tế. Nhưng bù lại, chúng ta đã có một sự cải thiện tốt hơn từ phía ổn định kinh tế vĩ mô.
chúng ta có lãi suất giảm, chúng ta có thanh khoản tiền đồng tốt, đặc biệt là từ vấn đề tỷ giá cũng đã có những khởi sắc hơn rất là nhiều so với giai đoạn năm ngoái. Xu hướng tích cực sẽ vẫn tiếp tục được duy trì và sẽ là chủ đạo cho giai đoạn nửa cuối năm 2023. Thế tuy nhiên thì cái khả năng mà tăng trưởng mạnh của thị trường thì chúng tôi cũng chưa đánh giá cao. Lãi suất tuy giảm rất mạnh nhưng ở thời điểm hiện tại nó vẫn còn khá là cao cho người đi vay mua nhà chẳng hạn, và vẫn cần có thể giảm thêm để kích thích cho nhu cầu quay trở lại thị trường bất động sản. Diễn biến của thị trường thế giới cũng rất quan trọng, liệu khả năng chúng ta có một cái cuộc suy thoái kinh tế của các thị trường lớn, nền kinh tế lớn trên thế giới hay không, và chúng ta có thể theo dõi những cái biến động về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều công ty chứng khoán dự báo VN Index trong nửa cuối năm sẽ dao động ở mức 1.160 đến 1.200 điểm. Mức thanh khoản sẽ đạt 15.000 đến 18.000 tỷ đồng. Nhưng nhóm cổ phiếu lớn sẽ có mức tăng trưởng ít. Ngược lại, các nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ sẽ tận dụng được lợi ích của những thay đổi chính sách, cũng như có khả năng linh hoạt cao để chứng kiến mức tăng trưởng tốt. Những tháng đầu năm 2023, nhu cầu toàn cầu suy yếu đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm khoảng 11,6%, đặc biệt là trong các nhóm ngành hàng như là dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ. Việc cắt giảm đơn hàng đặt ra các thách thức trong việc ổn định lực lượng lao động, đặc biệt là với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn chiếm hơn 70% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Những khó khăn và giải pháp để giữ chân người lao động trong các doanh nghiệp FDI sẽ là nội dung chính trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Thành lập tại Việt Nam được hơn 16 năm, công ty dệt may có vốn đầu tư từ Hàn Quốc này có số lượng hơn 1.100 công nhân. 3 tháng đầu năm 2023, lượng đơn hàng sụt giảm từ 30 đến 40%. Công ty giảm giờ làm việc, giữ số lượng công nhân. Khi hoạt động của nhà máy gặp khó khăn, chúng tôi đã phải cắt giảm 1 tiếng rưỡi trong mỗi ca làm việc của công nhân, đồng thời cho công nhân nghỉ làm ngày thứ bảy hàng tháng. Dựa trên tình hình tiến triển của đơn hàng, chúng tôi phân chia thời gian làm việc của người lao động phù hợp, đảm bảo duy trì mức lương cho 100% người lao động. Chúng tôi rất quý người lao động, nên chúng tôi giảm giờ làm, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc cắt giảm số lượng công nhân. Ở bên phận tôi đang làm thì đa số rồi là chúng tôi đang kiểu công nhân, người cộng với nhau thì trong thời gian này như thế nào, khó khăn. Cho nên đây là tình hình chung rồi. Công ty chúng tôi này đảm bảo việc mọi người xin cắt giảm tốt. Doanh nghiệp với hơn 1.750 lao động này cũng gặp những khó khăn về nguồn cung ứng nguyên vật liệu và số lượng đơn hàng. Tuy nhiên, quyết tâm đầu tiên của công ty là không sa thải người lao động. Thời gian này, ngành hàng của chúng tôi không đạt lợi nhuận cao, nhưng chúng tôi giữ người lao động vì sự ổn định. Có thể tạm thời họ không có mức lương cao, nhưng đó là mức lương ổn, đều đặn hàng tháng. Chúng tôi duy trì chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn và môi trường làm việc tốt. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng giữ được ổn định khi số lượng đơn hàng sụt giảm mạnh những tháng đầu năm. Giảm giờ làm, thậm chí cắt giảm số lượng lao động là giải pháp của nhiều doanh nghiệp FDI. Theo báo cáo tình hình thị trường lao động việc làm quý 1 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước là gần 294.000 người, trong đó 83,8% thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số này tập trung chủ yếu ở ngành da giày 44,2%, ngành dệt may 18,8%. Những biến động khó lường trên thế giới sẽ đặt ra nhiều thách thức trong việc ổn định công việc của người lao động trong những tháng cuối năm. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp FDI phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất để bảo đảm việc làm ở mức tương đối cho công nhân. Lạm phát, chi phí năng lượng tăng, lãi suất tăng làm giảm nhu cầu thông thường tại các thị trường truyền thống của các nước nhập khẩu. Nhưng có một bài học là khi công ty sa thải công nhân sẽ rất khó để tuyển dụng lại. Chúng ta có thể giảm giờ làm, đồng thời sáng tạo thêm các hoạt động cho người lao động bên ngoài giờ làm việc như thể dục thể thao, nâng cao năng lực trong thời điểm khó khăn này. Đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc thì hầu như là chúng tôi cố gắng giữ người lao động đó, vì là chúng tôi cho rằng kinh tế thì lúc nào cũng có chu kỳ,
phát triển chu kỳ bị khó khăn. Đẩy mạnh cái việc là nắm bắt, hỗ trợ cho doanh nghiệp để tìm kiếm đơn hàng. Đấy là yếu tố tiên quyết, hỗ trợ kết nối cung cầu là then chốt. Các công ty hoạt động tốt sẽ cố gắng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và chuỗi cung ứng để công ty vận hành hiệu quả. Khi nhu cầu tăng trở lại, đồng nghĩa với các nhà máy sẽ tăng sản lượng. Điều này sẽ giúp tăng giờ làm và lương của người lao động. Tôi dự đoán điều đó sẽ xảy ra vào cuối năm nay. Tôi nghĩ là Việt Nam đã quen với các đơn đặt hàng số lượng lớn, trong khi bây giờ, quy mô mỗi đơn hàng sẽ nhỏ hơn, đa dạng hơn, thời gian giao hàng cũng ngắn hơn và phức tạp hơn. Vì vậy, các nhà máy và công ty cần tận dụng thời gian này để đào tạo và phát triển lực lượng lao động trở nên linh hoạt hơn. Càng linh hoạt và càng có kỹ năng bao nhiêu, bạn sẽ càng có khả năng đứng vững và tiếp cận những thị trường mới hoặc sản xuất những sản phẩm mới. Tại hội thảo khoa học về chủ đề An ninh mạng và mật mã trong nền an ninh quốc gia thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước do Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức trong sáng ngày 15 tháng 6, các đại biểu đã làm sáng tỏ hơn cơ sở chính trị, pháp lý cũng như là các quan điểm chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, cũng như là thảo luận giải pháp từ góc độ mật mã và quản trị để phòng ngừa giải quyết hiệu quả các mối đe dọa an ninh mạng trong tình hình mới. Liên quan đến vụ nổ súng tại Đắk Lắk, các đối tượng trong nhóm cầm đầu đã từng lôi kéo dụ dỗ nhiều người dân ở nơi chúng sinh sống với những lời hứa hẹn như là cho tiền và tài sản. Tuy nhiên thì hầu hết người dân biết đây là các đối tượng xấu nên họ đã không tin và làm theo. Itho Azun, sinh năm 1987, trú tại huyện Krông Búc, là một trong những đối tượng thuộc nhóm cầm đầu vụ đập phá gây rối hai trụ sở Ủy ban nhân xã Endiêu và Ektu. Để tập hợp người và vũ khí thực hiện hành vi, Itho chỉ lôi kéo những người mà đối tượng này hiểu. Còn lại đa số người dân ở đây, Itho không dám dụ dỗ và kích động. Tôi đi tuyên truyền trong buôn, những người thì tôi tin tưởng là tôi mới tuyên truyền, còn người mà tôi không tin tưởng là tôi không tuyên truyền. Họ là những người không muốn nghe những lời mà xúi dục từ bên ngoài. Họ chuyên xong lương thiện làm ăn. Ở địa bàn của những đối tượng tham gia vụ đập phá, nhiều người dân lên án hành vi của những đối tượng này và cho biết các trường hợp tham gia vụ nổ súng chỉ thuộc một nhóm người. Hầu hết bà con ở buôn làng sống lương thiện, chăm chỉ làm ăn và có cuộc sống kinh tế ổn định, không tham gia và bị kích động vào tổ chức hay nhóm chống đối nào. Bao nhiêu chục năm ở đây rồi, đấy, cả buôn làng là những người cố gắng làm ăn, lương thiện, có nhà, có cửa, nghe theo lời kẻ xấu thì xúi dục. Thì cái đó là có một số người và một số đối tượng thôi. Tôi thì tôi thấy cũng bực lắm, tôi không đi theo đâu, tại vì tôi lo cho vợ, cho con chứ. Theo làm chi? Mình lo ăn, lo làm ăn chứ. Mắc gì mà bọn xấu dụ dỗ mình đi theo nó cực lắm. Đến nay, các đối tượng bị bắt giữ đều thừa nhận hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng vì bị dụ dỗ, lôi kéo mà tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và bảo đảm an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với công tác tuần tra kiểm soát, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, cuộc sống người dân dần ổn định. Thưa quý vị, tại Việt Nam, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những món ăn là đặc sản của các quốc gia khác. Những món ăn này đã dần chinh phục vị giác của nhiều người sành ăn, không chỉ bởi hương vị độc đáo mà còn một phần quan trọng nhờ vào những người đầu bếp bản xứ. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về những người đã góp phần mang ẩm thực quốc tế tới Việt Nam. Những món ăn đường phố dường như luôn là yếu tố không thể thiếu trong rất nhiều các bộ phim Hàn Quốc. Những xiên hot dog hay chả cá như thế này vì vậy trở nên rất gần gũi với giới trẻ Việt, đặc biệt khi chúng được làm từ chính bàn tay của người bản xứ.
Nắm bắt được thị hiếu ăn uống của người trẻ Việt, 5 năm trước, ông Kang Jung-soo đã quyết định tới Việt Nam để mở quầy bán đồ ăn vặt Hàn Quốc. Khó khăn lớn nhất với ông, không gì khác, chính là ngôn ngữ. Kỷ niệm buồn cười nhất là khi món bánh cá của tôi có 3 vị, đậu đỏ, phô mai và trứng. Có một khách tới và nói muốn ăn 3 vị. Tôi nghe không hiểu 3 vị là gì, nên còn lắc đầu bảo ở đây không có món đó. May mà giờ tôi đã thuê được các bạn nhân viên người Việt, nên việc buôn bán cũng thuận lợi hơn. Quán thì nằm ở trong con phố mà có rất là nhiều người Hàn Quốc. Check-in ở đây thì cảm giác như là đang check-in ở một chỗ mà có hơi hướng Hàn Quốc một chút. Cũng sang Việt Nam cùng thời điểm với ông Kang và đã có cho mình một nhà hàng Ấn Độ. Ainun Haq tiết lộ thành công của anh tới từ hiểu biết về khẩu vị của người Việt. Thịt cừu, gà sốt bơ, bánh nan tỏi, những món ăn phổ biến tại Ấn Độ đều được người Việt Nam yêu thích. Chỉ có điều là tôi sẽ phải giảm bớt độ cay vì người Việt thường không thích ăn quá cay. Để thành công khi mang ẩm thực bản địa tới một đất nước khác là điều không hề dễ dàng. Nắm bắt tâm lý, thói quen ẩm thực của thực khách nhưng vẫn thể hiện được đặc trưng văn hóa từ món ăn đến cách phục vụ là phương thức hiệu quả. Tôi chọn mì ramen vì tôi thực sự thấy đây là tinh hoa của ẩm thực Nhật Bản và người Việt rất thích ăn những món dạng sợi như là bún, phở nên mì ramen là sự lựa chọn rất hợp lý. Anh chủ ở đây khá là thân thiện. Khi mà khách đến thì mình thấy là anh ấy luôn, kể cả anh ấy đang nấu, anh ấy cũng sẽ dừng lại để anh ấy quay ra, anh ấy chào khách. Và khi mà mình ra về thì anh ấy cũng rất là niềm nở để cảm ơn. Ẩm thực giờ đây không chỉ là đồ ăn, thức uống. Ẩm thực còn là sợi dây kết nối con người với văn hóa tới từ mọi quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.